Chiến thần thánh y Đường Tuấn. Chương 2521 máu tươi nhuộm đỏ cả ánh mắt của Thái Hạo. Ta là người của Đại Diễn Thánh, ta sẽ không thua đâu. Tôi muốn chứng tỏ bản thân với thầy. Thái Hạo vừa tung đòn tấn công, vừa lẩm bẩm một mình. Anh cả. Sắc mặt của rất nhiều học trò của Đại Diễn các đột nhiên thay đổi, mặc dù bọn họ có mốc đến đâu cũng có thể nhìn ra Thái Hạo đã thua cuộc. Anh cả đừng đánh nữa. Anh cả, mau đi đi, chỉ cần anh còn sống, đại diễn các chúng ta sẽ còn có hy vọng mà. Các học trò của đại diễn các hét lớn lên. Không biết có phải vì tiếng hét của đám học trò của đại diễn các này, hay là bởi vì cơ thể dần dần tê liệt mà Thái Hạo dừng tay lại, vẻ điên cuồng trong ánh mắt cũng dần biến mất. Cơ thể và tinh thần có cảm giác suy nhược, trong lòng Thái Hạo hơi trùng xuống. Các cậu, Thái Hạo nhìn các học trò của Đại Diễn Các ở bên dưới, do dự. Anh ta là anh cả của Đại Diễn Các, anh ta có thể bỏ rơi các em trai và em gái của mình như vậy sao? Anh cả, anh mau đi đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột nhiên có ai đó hét to lên một tiếng, sau đó một học trò của Đại Diễn Các lao thẳng về phía của Thiên Tà Tử. Các học trò của Đại Diễn Các này chỉ có tu vi của cảnh giới Hóa Thần đỉnh phong thôi hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Tà Tử, nhưng lúc này lại không chút sợ hãi nào. Không chút do dự, sau học trò của Đại Diễn Các, một đệ tử khác của Đại Diễn Các cũng lao thẳng đến Thiên Tà Tử. Tuy tu vi cao nhất khi bọn họ hợp nhất lại cũng chỉ là sơ kỳ, nhưng giờ phút này lại không sợ chết chút nào. Anh Thái Hạo, đi mau. Giọng nói của tất cả các đệ tử Đại Diễn Các hòa thành một câu. Nếu là Thái Hạo trước đây, có lẽ không đáng để bọn họ làm như vậy. Nhưng Thái Hạo bây giờ chính là người của đại diễn thánh, nếu như còn sống thì sau này anh ta sẽ có hy vọng báo thù cho bọn họ, chấn hưng lại đại diễn các. Mà đây cũng là phương pháp duy nhất để lại chút hạt giống cho đại diễn các. Thái Hạo ngẩn người ra. Anh ta nhìn các anh, em của mình. Vốn dĩ các học trò của Tà Tông cũng muốn ra tay, nhưng ánh mắt của thiên tà tử khiến bọn họ sợ hãi không dám động đậy. Nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn trên khóe miệng của thiên tà tử, các học trò của tà tông cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Thiên tà tử vung song chỉ trong tay, chỉ để lại một bóng dáng. Máu tươi nhuộm đỏ cả ánh mắt của Thái Hạo. Mỗi khi thiên tà tử vung song chỉ của mình lên, thì đều có một học trò của tà tông bị gãy tay hoặc gãy chân. Anh ta giống như thể đang tận hưởng kiểu chết chóc này, anh ta không trực tiếp giết chết các học trò của đại diễn các. Thiên tà tử ở bên cạnh vẫn nhìn Thái Hạo nói, mau chạy đi. Nếu không, Tôi giết xong bọn họ sẽ đến phiên cậu đó. Chương 2522, cứu tôi với. Dược Đường đã nhắc nhở tôi rồi, tại sao tôi lại không nghe chứ? Tôi chính tội nhân của đại diễn các. Tôi không thể chết, tôi phải báo thù cho anh em của mình. Hai mắt Thái Hạo hiện đầy tơ máu, lần cuối nhìn thoáng qua mấy đứa em đang chịu chết vì anh ta để kéo dài thời gian, rồi sau đó anh ta không dám dừng lại, bay thẳng về con đường mà lúc nãy anh ta đến thật quá vô vị mà thiên tà tử ngăn đám người tà tông đang đuổi theo anh ta đồng thời song chủy trong tay anh ta bay ra múa vào trong dư ảnh rầm rầm từng cánh tay và đùi từ trên không rơi xuống chất đống trên mặt đất rừng núi các học trò của đại diễn các đều đã chết hết không còn ai ở lại mà toàn thây cả máu tươi động lại thành dòng suối nhỏ màu đỏ ở giữa núi rừng trên mặt thiên tà tử hiện lên một tia cảm giác chưa thỏa mãn ánh mắt anh ta hơi híp lại đầu lưỡi liếm một giọt máu tươi rơi trên môi cười nói trốn thoát được sao nước mắt lăn dài trên mặt của thái hạo anh ta không quay đầu nhìn lại mà bay hết tốc lực tôi phải sống mới có thể báo thù cho bọn họ được trong lòng thái hạo giống giận tốc độ so với lúc nãy đã nhanh hơn rất nhiều dù lúc này trong lòng anh ta có không cam lòng cùng hối hận như thế nào cũng vô dụng cả anh ta biết rõ điều duy nhất có thể làm là sống sót chỉ với tốc độ này thôi sao, có thể nhanh hơn chút nữa được không, nếu không thì tôi sắp đuổi kịp mất thôi. Tôi đã giết chết hết đồng môn của cậu, tôi đã chém chúng thành nhiều mảnh rồi. Giọng nói như ma quỷ của thiên tà tử truyền đến ở phía sau lưng của Thái Hạo, trong giọng nói của anh ta mang một tia chế diễu và khinh thường. Trong mắt Thái Hạo hiện lên hận ý sâu sắc, nghiến răng nghiến lợi nói thiên tà tử, bởi vì độc đoán nhất thời của mình mà anh ta đã gián tiếp giết chết nhiều đồng môn như thế anh ta hận chính mình nhưng anh ta càng hận thiên tà tử hơn nhưng dù sao thái hạo vẫn không dám dừng lại có vẻ tâm trạng của thiên tà tử rất tốt giống như mèo trêu đùa một con chuột sắp bị tóm gọn vậy anh ta chỉ đi theo xa xa ở phía sau lưng của thái hạo cũng không tăng hết tốc lực đuổi kịp để giết chết thái hạo thái hạo cũng rất ý thức được chuyện này nhưng cách làm này của thiên tà tử lại tương đương với chuyện cho anh ta một cơ hội sống sót thái hạo nhìn thẳng lên con đường phía trước thầm nói dược đường anh đừng khiến tôi thất vọng đó lúc này anh ta không còn cách nào khác chuyện duy nhất anh ta có thể làm là tin vào lời của thầy mình và đi tìm dược đường mặc dù trong lòng anh ta cũng không nghĩ dược đường thật sự có thể ngăn cản được thiên tà tử một giờ sau cuối cùng bóng dáng một đám người cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của anh ta Đường Tuấn đã ở trong đám người phía trước. Đường Tuấn và đám người của Thu Linh cũng nhìn thấy toàn thân Thái Hạo bê bết máu, vô cùng chật vật. Các học trò của độc cô cung đều kinh ngạc nhìn Thái Hạo. Cứu tôi với! chương 2523, một ánh mắt sao. Thái Hạo bay đến bên cạnh đám người của Đường Tuấn, hét lên một tiếng, sau đó ngã dạp trên mặt đất. Vốn gì anh ta đã bị thương rồi, lại phải đi đường như thế này thì pháp lực ở trong người cũng đã cạn kiệt từ lâu, nếu như không có ý chí sống sót thì anh ta đã sớm chết ở trên đường đi rồi đường tuấn nhìn thái hạo hỏi anh gặp phải người của tà tông sao thái hạo ừm lên một tiếng nhưng trong lòng chỉ có hối hận anh ta bắt gặp ánh mắt đường tuấn đột nhiên nói bác sĩ dược anh em của tôi đều bị thiên tà tử giết chết rồi anh có thể giúp tôi được không thu linh và các học trò của độc cô cung vốn muốn nói vài lời với thái hạo nhưng lúc nghe lời nói của thái hạo thì bọn họ lại im bặt được rồi, Thu Linh, cô giúp anh ta chữa trị vết thương đi. Đường Nhiêu nói một câu, sau đó chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên không chung. Một bóng người đang nhanh chóng tới gần bọn họ, ngay sau đó người kia đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chính là thiên tà tử và song chủy rắn chắc trong tay của anh ta. Thiên tà tử đứng ở trên không chung, ánh mắt rơi vào thái hạo ở phía dưới, diễu cợt nói cậu không trốn nữa sao? Thật quá nhàm chán mà anh ta lại liếc mắt nhìn đường Tuấn và đám người của độc cô cung, khẽ cau mày nói, trên người của các cậu có hơi thở của tà tông của tôi sao? Các người đã giết chết kỳ vũ sao? Anh ta chính là anh cả của tà tông, thiên tà tử, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thái hạo yếu ớt nói. Không cần thái hạo nói, đám người của Thu Linh đã có thể cảm nhận được sự đáng sợ của thiên tà tử. Thiên tà tử đứng ở trên không trung, không có bất kỳ động tính gì, chỉ cần một hơi thở thôi cũng khiến trái tim bọn họ nhảy loạn, giống như thể đang bị một con quái thú đáng sợ nào đó để mắt đến vậy. Đối mặt với sự chất vấn của thiên tà tử, Đường Tuấn không có giải thích bất kỳ lời gì, anh dẫm lên khoảng hư không, đi thẳng tới trước mặt thiên tà tử cách đó không xa, hai người cứ rằng co với nhau như thế. Dược đường, đại trưởng lão độc cô cung, có lẽ chỉ dựa vào thực lực của anh sẽ không thể giết được kỳ vũ. Xem ra các anh đã dùng thủ đoạn gì rồi, thiên tà tử đầy thích thú nhìn đường Tuấn, giống như tự lầm bầm nói, vốn dĩ thực lực của anh không đủ để cho tự mình tôi ra tay, nhưng nếu đã gặp phải tôi thì chỉ có thể coi là xui xẻo thôi. Khi Thái Hạo nghe thấy hai từ, kỳ vũ, lông mày của anh ta nhảy dựng lên, thất thanh nói các anh thực sự đã giết chết kỳ vũ sao? Thu Linh bĩu môi nói, giết thì giết, có gì kỳ lạ đâu. Trước đây, chúng ta đã nói với anh rồi, nhưng tại anh không nghe lọt tại thôi. Thái Hạo có chút không nói nên lời, Tôi nghe nói Kỳ Vũ là năm cao thủ của Tà tông, thực lực chỉ kém hơn Thiên Tà Tử một chút mà thôi. Làm sao các cô lại có thể giết chết anh ta được? Nếu trước đây anh ta biết bọn người của Đường Tuấn đã giết chết Kỳ Vũ thì có lẽ anh ta đã thận trọng hơn một chút, sẽ không hoàn toàn coi nhẹ lời nói của đám người của Thu Linh rồi. Thu Linh nói, một ánh mắt của đại trưởng lão đã giết chết anh ta. Nói đến đây, Thu Linh vẫn tràn đầy kính nể Đường Tuấn, cũng giống như những học trò khác của Độc Cô Cung. Thái Hạo khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên sướng sở nói, một ánh mắt sao. Mà lúc này, trận chiến trên bầu trời giữa đường Tuấn và thiên tà tử cũng bắt đầu. Thiên tà tử cầm xà nha của tà binh biến thành một bóng đen lướt về phía của đường Tuấn. chương 2524, Ngu Xuân. Người của đại diễn thánh mới là mục tiêu của tôi, tốt nhất anh vẫn nên tránh ra cho tôi đi. Song chỉ xà nha trong tay của thiên tà tử xuyên qua không gian, đâm thẳng vào mặt của đường Tuấn. Đường Tuấn vươn tay ra giống như là chuẩn bị dùng bàn tay để bắt lấy nhát đánh này. Hỏng bét, đừng dùng tay tiếp lấy chứ, cặp dao găm kia là tà binh đó. Nhìn thấy cảnh này, Thái Hạo hét lớn lên, lúc này, trong lòng anh ta không khỏi có chút tự trách, tự trách chính mình không có nhắc nhở với đường Tuấn trước phải chú ý tới song chủy xà nha kia. Nhưng lúc này đã quá trễ rồi. Thiên tà tử nhe răng cười nói, ngu xuẩn, Trước kia Tài Hạo cũng muốn tay không mà nhận xà nha mới có thể thua nhanh như vậy, nhưng hiện tại tên gia hỏa này cũng muốn làm như vậy. Phải biết Thái Hạo hiện tại đã là người của Đại Diễn Thánh, ngay cả anh ta cũng không làm được, vậy mà kẻ trước mặt lấy đâu ra dũng khí mà làm vậy chứ? Thiên Tà Tử cũng không có ý định nương tay, anh ta dùng hết sức thi triển xà nha. Một luồng khí tức kỳ lạ tràn ra từ song chủy xà nha và tấn công đến Đường Tuấn. Khóe miệng Thiên Tà Tử nhếch lên tia diếu cợt, e rằng tên gia hỏa này thậm chí còn không thể chịu được khí tức của tà binh. Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Đây chính là tà binh sao? Nó thực sự có thể ảnh hưởng một chút đến tinh thần của mình à? Tất nhiên, nếu nói ảnh hưởng thì cũng có một chút phóng đại. Khí tức của tà binh khiến cho đường Tuấn cảm giác giống như gió thoảng ở trên mặt, làm anh có chút ngứa ngáy, ngoài ra thì không có gì khác. Đinh một tiếng nhức tai, song chủy xà nha đâm thẳng vào nắm đấm của đường Tuấn. Nụ cười của thiên tà tử bỗng nhiên cứng nở lại, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể tin được. Anh ta chỉ nhìn thấy đường tuấn lấy nắm đấm chống đỡ song trủy xà nha, trong khi chủy thủ sắc bén đó vẫn không làm đứt ra của đường tuấn. Không chỉ vậy, đường tuấn còn vươn tay khác ra, nắm lấy song trủy xà nha kia, nắm chặt tay khiến song trủy xà nha phát ra âm thanh soạt soạt. Khi đường tuấn buông tay ra, song trủy xà nha đã vặn vèo thành vòng trong, hoàn toàn không thể nhìn thấy dáng vẻ tà binh ban đầu nữa cái này, cái này, giọng nói của thiên tà tử đột nhiên run rẩy lên. Thậm chí xà nha tà binh đều có thể giết chết động hư cảnh mà thực sự lại bị tên gia hỏa này bóp thành dáng vẻ như thế này. Tên giả hỏa này là cảnh giới hợp thể sao? chương 2525, bác sĩ Dược, làm ơn xin hãy dừng tay lại được không? Thái hạo nhìn cảnh tượng ở trên bầu trời, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thì ra đây mới là sức mạnh thực sự của anh sao? Khi Tô Minh Thao bảo nếu anh ta có gặp phiền phức gì thì có thể tìm đường Tuấn để xin giúp đỡ, Thái Hạo đã rất tức giận, còn cảm thấy ngoài y thuật lợi hại ra thì sức mạnh tu vi của đường Tuấn chắc chắn sẽ không bằng đại diễn thánh thể như mình. Nhưng lúc này, Thái Hạo mới nhận ra mình đã rất sai lầm. Thì ra sư phụ đã biết rõ thực lực của anh ta từ lâu rồi. Thái Hạo thở dài trong lòng. Nếu như anh ta không đi con đường riêng của mình, mà đi cùng với đường Tuấn có phải các sư đệ, sư muội của anh ta vẫn có thể còn sống không? Hối hận bao trùm anh ta giống như thủy triều. Trên bầu trời, thiên tà tử vẫn mang vẻ mặt không thể tin được. Anh ta nhìn xà nha tà binh trong tay của mình bị vặn thành vòng trong, trong lòng chấn động đến cực điểm. Làm sao một người hợp thể cảnh hậu kỳ lại có thể có thực lực này chứ? Đường Tuấn rút tay về, hơi nhíu mày nói, đây chính là tà binh sao? Xem ra cũng không mạnh lắm tà binh sẽ hấp thụ tất cả các loại oán khí mà hình thành, mạnh hơn nhiều so với những thần binh cùng cấp bậc. Đường Tuấn vốn tưởng rằng song chủy tà binh này sẽ có thể khiến anh dùng một nửa sức lực của mình, nhưng kết quả anh vừa mới dùng một phần ba sức lực thì tà binh lại thành ra dáng vẻ như thế này. Ngay khi Đường Tuấn vừa nói ra lời này, Thái Hạo và Thiên Tà Tử đều cảm thấy không nói nên lời nữa. Tà binh không mạnh sao, anh ta có nghiêm túc không vậy? Rõ ràng là anh ta mạnh mẽ đến mức nào nữa chứ? Đường Tuấn lập tức bóp nát xong chủy xà nha, toàn bộ ý chí chiến đấu trong lòng của thiên tà tử đều tiêu tan. Có thể trở thành anh cả của tà tông thì đương nhiên ánh mắt của thiên tà tử sẽ không tồi, lúc này anh ta cũng hiểu được mình chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Không chút do dự, thiên tà tử liền xoay người bỏ chạy. Tên gia hỏa này quá mạnh, e rằng chỉ có tên biến thái tần thiên kia mới có thể đánh lại anh ta. Thiên tà tử nói thầm trong lòng. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhanh chóng nắm lấy cả người của thiên tà tử. Bàn tay của anh ta dường như xuyên qua khoảng cách không gian, đánh một đấm vào lưng của thiên tà tử. Mặc dù ở trong núi vạn thần không thể dịch chuyển được, nhưng đối với đường Tuấn mà nói thì vận dụng loại thủ đoạn trong không gian nhỏ này cũng không khó khăn gì. Nổ bùng một tiếng, thiên tà tử xứng người một lúc, rồi sau đó dùng tốc độ nhanh hơn để bay ra ngoài, máu tươi phun lên trời cao, khí tức lập tức huệ hoài. Nhưng thiên tà tử cũng không dám dừng lại, ngược lại lại dựa vào lực tấn công lần này của anh mà bỏ chạy mặc dù thiên tà tử làm việc rất tàn nhẫn nham hiểm nhưng anh ta cũng đủ tàn nhẫn với chính mình khi đường tuấn đang chuẩn bị tiếp tục ra tay tấn công tiếp thái hạo ở phái dưới đột nhiên hét to lên bác sĩ dược làm ơn xin hãy dừng tay lại được không đường tuấn hỏi tại sao chứ ánh mắt thái hạo lộ ra vẻ hung ác nói thiên tà tử đã giết chết các sư đệ sư muội của tôi Tôi muốn tự tay báo thù cho bọn họ. Trong ánh mắt của anh ta còn mang theo không nỗi chấp niệm không cam lòng. Đường Tuấn bỗng giật mình, nhìn Thái Hạo một lúc lâu mới chậm rãi nói, "Được rồi. Vậy thì tùy anh xử lý anh ta đi." Chương 2526, các cậu thật đáng chết. "Cảm ơn," Thái Hạo chân thành nói. Thái Hạo lại nói, "Tôi còn có một chuyện nữa muốn làm phiền bác sĩ dược." ở phía trước cách đây không xa là nơi truyền thừa chi địa của đại diễn các tôi. Tôi muốn nhờ bác sĩ dược giúp cướp lấy lại. Về phần thù lao, nếu như tôi lấy lại được quyền thừa kế của đại diễn thánh thể, tôi có thể chia sẻ cho bác sĩ dược cùng hưởng. Bây giờ đến lượt đám người của Thu Linh ngạc nhiên nhìn Thái Hạo. Chuyện thừa kế đại diễn thánh thể có liên quan đến tương lai của đại diễn các, vậy mà Thái Hạo lại sẵn sàng chia sẻ, thật sự có chút không hợp lý lắm. Tuy nhiên lúc này Thái Hạo lại không nghĩ như vậy. Không chỉ bởi vì Tô Minh Thao đã nhắc nhở, mà quan trọng hơn là anh ta đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Đường Tuấn càng khiến Thái Hạo có linh cảm có lẽ đây không phải toàn bộ sức lực của Đường Tuấn. Cơ nghiệp của đại diễn thánh thể quả thực rất đáng kinh ngạc, nhưng nếu vì chuyện này mà có thể kết bạn với Đường Tuấn thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng cả. Bác sĩ dược, anh cảm thấy thế nào? Ánh mắt Thái Hạo đầy mong đợi nhìn Đường Tuấn, thận trọng hỏi. Đường Tuấn suy tư một lát, rồi nói có thể của thực chuyện thừa kế đại diễn thánh thể có một nguồn tham khảo hữu ích cho anh. Khuôn mặt của Thái Hạo đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, anh ta cảm thấy mình đã kiếm lời được bằng chuyện dùng thừa kế đại diễn thánh thể đổi lấy bằng với Đường Tuấn. Anh ta chống người lên nói, vậy bây giờ tôi sẽ đưa anh đến chỗ truyền thừa chi địa. Khi Thái Hạo đưa đám người của Đường Tuấn đến nơi truyền thừa chi địa của đại diễn các, các học trò của Tà Tông vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy Thái Hạo quay trở lại, một vài học trò của Tà tông chế nhạo nói, "Đây không phải là anh cả của Đại Diễn Các, Thái Hạo sao? Làm sao, cậu muốn quay trở về để dâng hương cho các sư đệ, sư muội của mình sao?" "Anh cả thiên tà tử của chúng tôi sẽ trở lại ngay lập tức thôi, cậu còn không mau chạy đi đi. Đối phó với loại chó không có chủ như vậy, không cần đến anh cả thiên tà tử đâu. Chúng tôi cũng có thể." Một trận cười to đầy đắc ý vang lên rõ ràng là thiên tà tử không có quay lại truyền tin tức nếu không những học trò tà tông này cũng dám ở lại đây sắc mặt thái hạo tái xanh đi đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy mấy học trò tà tông đang nhóm lửa từng đầu cụt tay gãy chân nổi trên ngọn lửa ánh mắt anh ta gần như phun ra lửa khi còn sống những người bị cụt tay gãy chân này đều là học trò của đại diễn các không hổ là tu hành giả của đại diễn các hương vị thực sự không tồi thịt rất ngon mấy tên học trò tà tông đang nướng thịt nhìn thấy thái hạo đang nhìn bọn họ không những không sợ mà còn cười nói có một vài học trò tà tông còn đưa một cánh tay đã nướng chính của mình ra hỏi thái hạo có muốn nếm thử không đối với các học trò tà tông mà nói chuyện ăn thịt người cũng không có gì là mới mẻ cả các cậu thật đáng chết hai mắt của thái hạo đỏ bừng nhìn những học trò của tà tông kia giống như dã dạ thú chương 2527 một mình người có thể đến đó sao? Dưới sự tức giận của Thái Hạo, anh ta không hề nương tay chút nào, thậm chí còn liều lĩnh dùng hết sức mạnh của đại diễn thánh thể đại. Khí tức anh ta bật ra đã đạt tới hợp thế cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể so sánh với những tu hành giả vừa bước vào cảnh giới động hư. Nhiều nhất những học trò của tà tông kia nhiều nhất cũng chỉ là tu vi hợp thể cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không thể chống lại được cơn cuồng nộ của Thái Hạo, từng người một lần lượt bị giết chết phương thức giết người của Thái Hạo cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Hai tay anh xé một tu giả ở hợp thể cảnh sơ kỳ thành hai nửa, hoặc bóp nát đối phương là Nguyên Anh. Khi vừa mới bắt đầu trận chiến, những học trò tà tông này vẫn mang tâm lý ham vui, thậm chí còn định bao vây giết Thái Hạo. Nhưng khi Thái Hạo tàn sát các học trò của tà tông tà ác như con dã thú hung dữ nhất thì cuối cùng bọn họ cũng cảm thấy hoảng sợ. Mà kiểu hoảng sợ này đã xuất hiện trong các học trò của đại diễn các cách đây không lâu tại sao anh cả thiên tà tử vẫn chưa quay trở lại chứ anh cả thiên tà tử sẽ báo thù cho chúng tôi mang theo sự nghi ngờ và không cam lòng các học trò của tà tông đều lần lượt bị giết chết khi thái hạo giết chết tên học trò tà tông cuối cùng quần áo vốn đã loang lổ một lớp máu dày của anh ta lại lần nữa thấm đẫm máu quần áo của anh ta giống như một chiếc áo choàng màu máu máu tươi từ trong quần áo chảy xuống nhỏ giọt nhìn những học trò của tà tông bị mình giết chết Thái Hạo đột nhiên ngồi dưới đất, không khỏi rơi nước mắt, hai bả vai không ngừng co rụt lại, ở trong núi rừng yên tĩnh này chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng khóc khe khẽ của anh ta. Đường Tuấn và đám người của Thu Linh đứng từ xa lẳng lặng nhìn Thái Hạo, không lên tiếng quấy rầy gì. Sau gần nửa canh giờ, Thái Hạo mới đứng lên, mặc dù trên mặt bê bết vết máu nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Anh ta bước đến trước mặt của Đường Tuấn, cung kính cúi đầu, nói cảm ơn anh Dược. Đường Tuấn thầm than trong lòng một hơi, dùng ngón tay đánh vào Thái Hạo vài cái. Một hơi thở nồng nặc mùi máu tanh phun ra từ lỗ chân lông xung quanh của Thái Hạo khiến anh ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thái Hạo cảm kích liếc nhìn thoáng qua Đường Tuấn, sau đó mới quay người lại nhìn khoảng không bị cầu thang màu sắc xuyên qua nói, đây chính là nơi truyền thừa chi địa của đại diễn các tôi. Khi vừa nói chuyện anh ta lấy ra một chiếc chìa khóa dạng giữa hào quang từ trong không gian nói Chỉ cần nắm giữ được chiếc chìa khóa thừa kế bí mật này của đại diễn các chúng tôi Thì anh mới có thể đi vào truyền thừa chi địa được Tôi sẽ đi vào trước để tiếp nhận thừa kế Làm phiền mọi người của bác sĩ dược ở bên ngoài chờ một lúc Đám người của đường Tuấn khẽ gật đầu Đợi khi bóng dáng của Thái Hạo biến mất trong khoảng không Lúc này Thu Linh mới nói Đại trưởng lão, nếu chúng ta và đại diễn các đều đã bị tấn công Tôi chỉ sợ rằng những người khác cũng sẽ đã xảy ra chuyện rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Khắp nơi ở núi Vạn Thần này đều chứa đầy chấn động của trận pháp, thậm chí đôi khi một số công cụ liên lạc cũng không hiệu quả. Vì vậy cho đến nay, đám người của Thu Linh vẫn không có cách nào truyền tin đi, cũng như không cách nào nhận được tin tức cả. Đường Tuấn suy tư một lúc, nhìn về phía ngọn núi Vạn Thần nguy nga, Hùng Vĩ kia nói, hiện tại vội vàng chạy tới cũng không kịp nữa rồi trước tiên cứ đợi đến khi thái hạo nhận được cơ nghiệp xong có lẽ lúc đó anh ta sẽ có thể bảo vệ mọi người một mình tôi sẽ chạy đến núi vạn thần xem thử thu linh lo lắng nói đại trưởng lão tôi nghe nói mà thần nhỏ của thiên ma môn rất mạnh một mình người có thể đến đó sao ánh mắt đường tuấn khẽ run lên mà vào lúc này ở trong ngọn núi vạn thần đây là một vùng đất hoang lởm trởm đá ngoài những tảng đá thì xung quanh còn có những bộ xương khổng lồ màu trắng như tuyết một số bộ xương còn có gai xương tỏa ra vẻ lạnh lẽo. chương 2528, có tin tức gì của thiên tà tử chưa? Đất hoang, đá và xương trắng tạo thành một khung cảnh đủ khiến ra đầu phải dùng mình. Trong một bức ảnh như vậy, một đám tu sĩ đang đứng trên một đống đá. Một luồng khí tức cường đại, lạnh lẽo toát ra từ trên người của bọn họ, khiến cho bầu không khí trong sân càng thêm kỳ quái hơn. Lúc này, ánh mắt của cả đám đều hướng về một người đang đứng ở trước mặt bọn họ. Đó là một thanh niên, sắc mặt tái nhợt, nhìn không còn chút huyết sắc nào. Anh ta đứng trên thân của một con thú giống như ngọn núi nhỏ, con cự thú vẫn đang kêu rên, nhưng vẫn chưa chết. Từ hơi thở mà thỉnh thoảng con cự thú kia tỏa ra thì có thể phán đoán được chắc chắn tu vi của người này không thấp hơn hợp thể cảnh đỉnh phong, nhưng mặc kệ con cự thú kia dẫy dụa thế nào thì từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi người thanh niên kia sau đó, còn xảy ra một cảnh tượng đáng sợ hơn nữa. Chỉ nhìn thấy một luồng sáng yếu ớt phát ra từ cơ thể của người thanh niên kia, bao trùm lấy con cự thú. Ánh sáng cũng không quá trói mắt, nhưng dưới ánh sáng này, thân thể hùng tráng của con cự thú dần dần khô héo lại, tiếng kêu cũng dần dần suy yếu. Sau một lúc, con cự thú bị rút lại thành một vòng tròn lớn, chỉ để lại một lớp da bao quanh cơ thể của nó giống như thể tất cả máu thịt của nó đều đã biến mất trong làn không khí mỏng manh một lúc sau nữa, con cửa thú ban đầu đã biến mất, không thấy gì nữa, chỉ để lại một bộ xương trắng khổng lồ, giống nghệt những bộ xương khác trong không gian này. Một con linh thú giống như ngọn núi nhỏ cứ chết như vậy. Người thanh niên nhảy từ trên bộ xương kia xuống, trên mặt âm lãnh nở nụ cười kỳ quái, có vẻ cảm thấy rất thỏa mãn và vui vẻ. Anh ta thì thào nói, đúng là linh thú ở núi vạn thần có khác, sinh lực của chúng mạnh hơn gấp mấy lần so với tinh vực chu tước. Hơn nữa, nó còn chứa một lượng nhỏ linh khí thần thánh, rất có lợi cho tu vi của tôi. Nếu tôi đợi ở đây lâu hơn, tôi có thể tự tin bước vào cảnh giới thần quân. Nhìn người thanh niên cùng bộ xương trắng như tuyết kia, ánh mắt và khí thức của đám tu sĩ cường đại này đồng thời run lên, công pháp tu luyện của bọn họ không phải là chính thống, nhưng so với thủ đoạn độc đoán và cách ăn tươi nuốt sống của thanh niên kia thì bọn họ vẫn rất bình thường. Nhưng lúc này cũng không có ai dám nói thêm gì nữa, bởi vì người thanh niên này chính là ma thần nhỏ tần thiên có tin tức gì của thiên tà tử chưa tần thiên hỏi một người phụ nữ trưởng thành mặc bộ quần áo hở hang lộ làn da trắng nõn ở đùi và ngực có vòng em thon thả bước ra khỏi đám tu sĩ kia cười khanh khách nói còn không có sao dường như cậu ta cũng coi trọng thừa kế ở đại diễn các tần thiên nhíu mày nói hừ tốt nhất cậu ta đừng phá hỏng kế hoạch của ta nếu không thì sắc mặt anh ta trầm xuống, bộ xương trắng ở phía sau lưng nổ tung một tiếng, hóa thành bột mịn, bay lơ lửng ở trong không trung. Tần Thiên hỏi, tình hình ở chiến thần tông, vương triều chu tước và độc cô cung như thế nào rồi? Người phụ nữ trưởng thành kia nói, chảm thiên long của chiến thần tông đã tiến vào truyền thừa chi địa, cụ thể thì không biết còn bao lâu nữa. Tôi đã từng đấu với anh ta một lần, thực lực của anh ta vượt quá sức tưởng tượng của tôi ta nghi ngờ có thể anh ta có huyết mạch của khí tức vạn kiếp bất diệt không chứ? Bây giờ ly thanh trần của vương triều chu tước đang leo lên núi vạn thần, giống như đang muốn tìm thứ gì đó. Về phần mộ thanh của độc cô cung, cậu thì đột nhiên đã biến mất một ngày trước, đến giờ vẫn không có tin tức gì. chương 2529, tạm thời tôi tha cho cậu một mạng. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên vang lên một âm thanh kịch liệt xé rách không chung một bóng người dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người là thiên tà tử cậu ta đã trở về rồi sắc mặt của người phụ nữ trưởng thành kia thay đổi trầm giọng nói tần thiên hơi nheo mắt lại nhìn thiên tà tử tần thiên không xong rồi thiên tà tử ngã xuống trước mặt tần thiên hơi thở của anh ta yếu đi rất nhiều trên quần áo còn có vết máu loang lổ trông rất chật vật có chuyện gì trong mắt tần thiên lóe ra một tia lạnh lùng Hỏi. Nhưng Thiên Tà Tử lại không để ý đến cảnh này, kể câu chuyện anh ta giết Thái Hạo và cuộc gặp gỡ của anh ta với Đường Tuấn mà không hề giấu giếm gì. Cậu nói là đại diễn các đã tạo ra một đại diễn thánh thể hoàn chỉnh rồi sao? Cậu đã đánh bại Thái Hạo nhưng suýt chút nữa lại bị đại trưởng lão của Độc Cô cung giết chết sao? Tần Thiên lạnh lùng nhìn Thiên Tà Tử. Cuối cùng Thiên Tà Tử cũng phát hiện ra có gì đó không ổn ánh mắt tần thiên giống như bị kim châm khiến ra anh ta nổi da gà. Anh ta vội vàng nói, những gì tôi nói đều là sự thật. Tần thiên nói, tôi tin cậu. Lúc nói chuyện, một tay của anh ta đã nắm lấy cổ của thiên tà tử. Tần thiên, đừng mà, thiên tà tử hoảng sợ nói. Đáng tiếc là đã muộn rồi. Thiên tà tử cảm thấy sức sống trong cơ thể mình đang tan biến với một tốc độ đáng sợ. Bùm, ngay khi thiên tà tử nghĩ rằng có thể anh ta sẽ bị giết như thế này, tần thiên đột nhiên ném anh ta ra ngoài, đập mạnh anh ta trên một đống đá. Nhưng lúc này trong cơ thể của thiên tà tử chỉ còn lại một phần ba sinh khí, tóc cũng biến thành bạc trắng, trông giống như một thanh niên 20 tuổi bỗng nhiên biến thành một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi vậy. Thiên tà tử ngã xuống mặt đất, thở hổn hển. Mỗi lần thở ra, anh ta đều phun ra một ngụm máu tươi, khiến sắc mặt anh ta càng thêm tái nhợt anh ta kinh hãi nhìn Tần Thiên, trong ánh mắt không có hận ý mà chỉ có nỗi sợ hãi sâu sắc. Tạm thời tôi tha cho cậu một mạng. Tần Thiên lạnh lùng nói, không ngờ đến lần này lại xuất hiện hai loại thể chất đặc biệt là đại diễn thánh thể và vạn kiếp bất diệt thể chứ. Xem ra tình hình ở tinh vực Chu Tước đang nổi dậy rồi. Nhưng không có vấn đề gì cả, tôi cứ bóp chết chuyện này là được. Dường như thiên tà tử cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Tần Thiên, anh ta không khỏi run lập cập, nói Tần Thiên, tôi nghĩ anh cũng nên để ý tới vị đại trưởng lão của độc cô cung kia một chút. Tôi cảm thấy uy hiếp của anh ta còn nghiêm trọng hơn của đại diễn thánh thể và vạn kiếp bất diệt thể đó. Vừa nghĩ đến cảnh lúc chiến đấu với Đường Tuấn, thiên tà tử cũng không khỏi run sợ trong lòng. Có điều anh ta không dám nói ra trong sâu thẳm trái tim anh ta đã đặt Đường Tuấn và Tần Thiên ngang trình độ với nhau. Tần Thiên diếu cợt nói, cậu nghĩ như thế nào? Tôi hỏi cậu vị đại trưởng lão của độc cô cung kia là thể chất đặc biệt hay là cảnh giới động hư hả? Thiên tà tử lắc đầu, vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như băng của tần thiên, khiến anh ta nuốt hết những lời đó xuống. Không phải là cảnh giới động hư, cũng không phải thể chất đặc biệt thì có tư cách gì khiến tôi phải ra tay chứ? Hay là cậu cho rằng anh ta đánh bại cậu thì sẽ có tư cách đánh đồng cùng với tôi sao? chương 2530 ở truyền thừa chi địa của đại diễn các. Sắc mặt tần thiên cực kỳ thờ ơ nhìn thiên tà tử giống như nhìn chó chết dở sống dở chết dở nói, cậu cho rằng tôi cũng là đồ phế vật như cậu vậy sao? Thiên tà tử không dám nói thêm một lời nào nữa. Người phụ nữ trưởng thành bỗng nhiên nở nụ cười, nói thiên tà tử, thực lực của cậu là kẻm cỏi nhất trong mấy người chúng tôi. Xem ra ánh mắt của cậu cũng chả có gì đặc biệt đâu, cũng chỉ là một vị đại trưởng lão của Độc Cô cung thôi, đến lúc đó giao lại cho tôi là được rồi, không cần phải làm phiền đến Tần Thiên đâu." Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, "Như vậy còn tạm được, nếu không phải tên thần kiếm thu kia đột nhiên biến mất, khiến tôi không tìm thấy anh ta để so tu vi thì tôi cũng lười đến núi Vạn Thần này với các cậu." Người phụ nữ trưởng thành kia cười nói, "Đó là đương nhiên rồi, chỉ có cao thủ ở cấp bậc thánh tử như thần kiếm thu mới có đủ tư cách so sánh với Tần Thiên người thôi." Tần Thiên khẽ cao mày, nói, mau xử lý chuyện ở núi Vạn Thần đi, tôi còn phải đi ra ngoài tìm thần kiếm thu để so tài nữa. Ở truyền thừa chi địa của đại diễn các, Đường Tuấn và đám người của Thu Linh đứng canh ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi, đã hai ngày kể từ khi Thái Hạo đi vào truyền thừa chi địa để nhận thừa kế. Ngoài Thái Hạo ra thì trong hai ngày qua còn có một vài học trò khác của đại diễn các đã đến truyền thừa chi địa để nhận thừa kế, lần này tổng cộng có gần 200 người của đại diễn các đã đến núi Vạn Thấn. Mặc dù trước đó bị một bộ phận đã bị thiên tà tử giết chết nhưng hai người nay vẫn có không ít người chạy tới đây. Mà lần này, một vài người trong số họ đều đã vào nhận thừa kế cả. Hào quang bảy màu từ sâu trong truyền thừa chi địa tỏa ra, không ngừng lập lòe. Đột nhiên, nổ bùm một tiếng, hào quang bảy màu nở rộ, chiếu rọi không gian xung quanh thành một mảnh màu sắc lộng lẫy. Đường Nhiêu hơi nheo mắt lại, nhìn về phía truyền thừa chi địa. Hào quang bảy màu dần dần tiêu tán, bên ngoài truyền thừa chi địa còn có thêm vài bóng người. Một trong số đó là Thái Hạo, những người khác là các học trò khác của đại diễn các đến để nhận thừa kế. "Cảm ơn bác sĩ dược đã giúp đỡ." Thái Hạo cúi đầu chào Đường Tuấn. Các đệ tử khác của đại diễn các cũng lần lượt cúi chào. Bọn họ đã nghe Thái Hạo kể về chuyện của Thiên Tà Tử nên bọn họ đều rất biết ơn Đường Tuấn đã có thể ra tay giúp đỡ. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Sau khi các học trò của đại diễn các nhận thừa kế xong, hào quang của truyền thừa chi địa dần dần suy yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn, chờ đợi lần mở tiếp theo. Thái Hạo và một số học trò của đại diễn các đều thở hồng hộc. Thái Hạo đã đạt đến động hư cảnh sơ kỳ, trong khi một số người khác đã đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong. Bây giờ không thể coi thường sức mạnh này ở núi Vạn Thần được. Bác sĩ Dược, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi đi. Phía sau lưng của Thái Hạo, một học trò tự tin nói, bây giờ ơ núi vạn thần này, cảnh giới động hư mới là chủ lực. Trước đó, nhờ có bác sĩ Dược đứng ra, giúp đỡ đại diễn các chúng tôi. Nhưng tình huống tiếp theo sẽ còn nguy hiểm hơn, chỉ sợ sức mạnh của bác sĩ Dược không thể xử lý được nữa, cho nên anh không cần phải ra tay nữa, có anh cả Thái Hạo của chúng tôi là đủ rồi. Audio điện tử võ tấn bền